Trong quá trình xây dựng và phát triển 70 năm qua, đội ngũ thầy thuốc, các nhà khoa học của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng cũng như chất lượng, làm chủ được các trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, các kỹ thuật mới, khó, phức tạp trong điều trị. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sự nỗ lực tận tâm với người bệnh tại Viện Phẫu thuật Tiêu hóa của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, béo phì ngày càng tăng. Điều đó đã thôi thúc các y bác sĩ tại Viện Phẫu thuật Tiêu hóa không ngừng học hỏi, cập nhật các kiến thức, phương pháp mới trong điều trị. Trong đó có thể kể đến một phương pháp phẫu thuật rất hiệu quả, đó là phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày trong điều trị giảm béo. Tôi cảm thấy món ăn rất là nhiều. Ví dụ ra ngoài hàng thì cơm mình người bình thường ăn một suất thì tôi phải gọi hai suất. Sau khi đấy thì khi vào buổi chiều đi về nhà thì tôi cũng ăn tầm 3-4 bát cơm. Nhưng mà nó chỉ giữ cho tôi no đến khoảng tầm 8-9 giờ tối thôi. Thì lúc đấy cái nhu cầu của người tôi lại cảm thấy đói và tôi lại muốn đi ra ngoài để kiếm cái gì đó ăn. Khi loại bỏ đi được cái vùng tiết hormone thì bệnh nhân gần như là giảm hoặc là mất cái cảm giác đói. Mặc dù bệnh nhân không ăn nhưng cũng giảm đi được cảm giác đói. Và thứ hai nữa là sau khi dạ dày thu nhỏ được khoảng 70% thì bệnh nhân ăn vào rất là nhanh no. Chỉ với khối lượng khoảng 20-30% khối lượng thức ăn thông thường thì bệnh nhân cũng đạt được cái sự thỏa mãn về ăn uống. Chính vì cái việc giảm đi cái cảm giác đói cũng như là ăn vào rất nhanh no sẽ giúp cho bệnh nhân chủ động được khối lượng thức ăn ăn vào. Và chỉ khi nào bệnh nhân giảm được khoảng 70-80% khối lượng thức ăn ăn vào hàng ngày thì bệnh nhân mới có khả năng giảm cân. Phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày hình ống nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn vùng phình vị lớn, nơi tiết ra hormone ghrelin, đồng thời loại bỏ khoảng 70-80% dạ dày phía bờ cong lớn, từ đó giúp bệnh nhân sau phẫu thuật sẽ mất cảm giác thèm ăn, nhanh chóng đạt được cảm giác no và thỏa mãn với một lượng thức ăn nhỏ, năng lượng nạp vào ít đi. Bệnh nhân sẽ giảm cân ổn định sau mổ. Bệnh nhân sau mổ chỉ để lại vài vết sẹo nhỏ trên thành bụng, kích thước từ 1-2cm. Theo thời gian, các vết sẹo này mờ dần và lẫn vào nếp da.